diệt long đế chương 3961, bí mật động trời. Vị cường giả thần bí kia, cho thiên tội chân nhân và tử vân chân nhân có cảm giác thâm sâu không lường được, không nghi ngờ gì chắc chắn là thánh hoàng. Nếu như hắn xuất hiện, rồi cùng thiên tội chân nhân hai người liên thủ, vậy thì có cơ hội rất lớn trấn áp được đại quân của Ma Uyên, chém giết quân đội của Ma Uyên, cường giả Ma Uyên chạy về Ma Uyên. Vấn đề là 6 vạn năm trôi qua, cũng không ai biết người kia chết chưa, Tam trọng thiên nói lớn cũng rất lớn, nói nhỏ cũng rất nhỏ, có thể ẩn thế ở một nơi lâu như vậy, thực sự hai người nghĩ không ra vị cường giả thần bí kia đang ẩn cư ở nơi nào. Đúng rồi, tiêu giao tiểu tử kia có tin tức gì không? Thiên tội chân nhân nhớ tới một chuyện, dò hỏi. Tiêu giao đại đế đi lâu như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì, những người đi cùng hắn có một số đã sớm quay về, những người còn lại đều đã chết, tiêu giao đại đế lại giống như mất tích, vẫn chưa từng xuất hiện không có. Sắc mặt của tử vân chân nhân trở nên nghiêm trọng, miếm môi một cái nói. Ta nghĩ có thể lành ít dữ nhiều, dù sao thời gian dài như vậy, nếu như có bị trọng thương cũng đã sớm có tin tức. Hay! Thiên tội chân nhân thở dài thật mạnh, ân nhân thần bí vẫn không xuất hiện, thân lục ly bị vùi lấp ma cuộc, tiêu giao đại đế chưa biết sống chết, hắn có cảm giác tương lai có chút mù mịt, không biết đi đường nào. Lục ly về tới đại ma sào, lập tức được gặp thiên thánh tổ, thiên thánh tổ khen ngợi lục ly rất nhiều, ban cho hắn cơ hội đi vào thánh trì 30 lần. 30 lần cơ hội tiến vào thánh trì, loại ban thưởng này chính là rất đặc biệt, việc này khiến rất nhiều ma tôn đều rất nóng mắt. Thiên thánh tổ còn cho lục ly ban thưởng một lần nữa, đó chính là cơ hội tiến vào thánh viên thiên trì tu luyện. Thiên trì Lục ly hơi nghi ngờ một chút, dò hỏi. Thiên thánh tổ, thiên trì là nơi nào? có thần kỳ gì? Các ma tôn ở gần lại càng nóng mắt hơn, đều là ánh mắt ghen ghét, một tên ma tôn nói. Thiên thánh tổ, bọn ta là thánh viên chinh chiến nhiều năm, cũng không có thu hoạch để có được cơ hội tiến vào thiên trì, ngài làm như vậy bọn ta không phục. Địa vị của ma tổ ở ma uyên chính là vô cùng cao, ma uyên cũng là nơi rất chú trọng trên dưới, bình thường ma tổ nói không ai dám chất vấn, hiện tại lại có thể có người chống đối ở ngay trước mặt mọi người, có thể thấy được ma tổ ban thưởng cho lục ly nặng thế nào. Một tên ma tôn nhìn lướt qua lục ly, giải thích. Thiên trì chính là bảo địa tốt nhất của thánh viên chúng ta, là nơi thai ngén của con dân thánh viên chúng ta, ngâm bên trong thiên trì một ngày có thể so sánh như trăm năm tu luyện của chúng ta, hừ hừ. Thiên thánh tổ khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn đám ma tôn một chút rồi nói. Bản tọa làm việc tự có lý do riêng, đừng gây ồn ào. Càng ly, ngươi có đi thiên trì hay không? Thiên Thánh Tổ vừa nói xong, tất cả đều im lặng như ve mùa đông, hắn mà nổi giận, không ai dám nói gì. Lục Ly trầm ngâm, nghe bọn hắn nói như vậy, thiên trì kia chắc chắn là ở bên trong Ma Uyên. Hắn là một nhân tộc đến Ma Uyên. Mặc dù có thể tăng cường chiến lực, nhưng đi tha hương nơi đất khách quê người, tất cả đều là dị tộc, chuyện này không khỏi làm hắn rất bất an. Chỉ là bây giờ chủ hồn của hắn đang yên lặng, linh hồn còn lại đều bị ma hóa. Trong lòng của hắn đối với sức mạnh lớn thì vô cùng thèm khát. Cái thiên trì này ma tôn cũng không có có cơ hội đi vào, vậy chắc chắn là bảo địa bậc nhất, nếu như có thể đi vào tu luyện một chút thời gian, có lẽ chiến lực của hắn sẽ tăng mạnh. Thiên thánh tổ đối lục ly thật đúng là khách khí, thế mà không có hạ mệnh lệnh cưỡng ép, mà là khách sáo trưng cầu, chuyện này có chút cốt quá mức, chuyện này khiến rất nhiều ma tôn ước ao ghen tị. Một tên ma tôn thấy lục ly còn chần chờ không chắc, lập tức nổi giận, nói càng ly ngươi còn do dự cái gì đây chính là cơ hội trời cho thiên thánh tổ đối tốt với ngươi như vậy ngươi lại không cảm kích sao ngươi muốn chết phải không các ma tôn còn lại cũng phẫn nộ nhìn qua lục ly lục ly nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình cắn răng nói cảm tạ thiên thánh tổ hậu ái càng ly nguyện đi đến khi thành công nhất định quên mình phục vụ cho thiên thánh tổ cuối cùng lục ly quyết định đi thiên trì một là đối với thiên thánh tổ có chút e ngại, thật không dám làm trái ý của hắn. Thứ hai là hắn cũng muốn có được sức mạnh để mạnh hơn, trong thân thể có ma tính, đối với sức mạnh thì thèm khát vô cùng mãnh liệt. Một điểm nữa, hắn cũng không muốn ngu ngốc ở chỗ này nữa, sợ rằng sẽ bị thiên thánh tổ triệu tập đi tiền tuyến khai chiến với nhân tộc, đến lúc đó sẽ nguy hiểm cho lục gia. Tốt! Thiên thánh tổ phất phất tay nói. Ngươi về thánh ma đầu trước đi, bản tọa sẽ sắp xếp tốt đến lúc đó ta sẽ để cho càng chủy dẫn ngươi đi, ngươi an tâm đi theo hắn là được rồi. Đa tạ thiên thánh tổ. Lục ly không người bái tạ rồi lui xuống, hắn vừa đi bên trong đại điện lập tức náo loạn, vô số ma tôn tức giận bất bình, vừa rồi lục ly ở đây đợi chính là có người ngoài, bọn hắn không nói nhiều, bây giờ lại có chút nhịn không được. Tất cả câm miệng. Sắc mặt thiên thánh tổ trầm xuống, quát lạnh một tiếng, bên trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, một tên ma tôn đỉnh phong chấp tay nói. Thiên thánh tổ, xin hay nghĩ lại việc này. Thiên trì đích thật là thai ngén ma uyên thánh địa, là bảo địa đệ nhất của ma uyên, bình thường chỉ có ma tổ mới có tư cách đi vào tu luyện, ngẫu nhiên có một ít cường đại ma tôn cũng sẽ được ban cho cho một chút cơ hội đi vào. Lục ly là cái gì? Một kẻ nhân tộc hỗn tạp, vẫn là một kẻ vừa mới đột phá lên đế cấp không bao lâu, ma uyên bên này có rất nhiều ma tôn cũng mạnh hơn hắn, thiên thánh tổ ban cho lục ly cơ hội vào thiên trì việc này khiến cho tất cả ma tôn đều không nghĩ ra cũng đều tức giận bất bình nếu như là chuyện khác chúng ma tôn sẽ không nói nhiều như vậy việc tiến vào thiên trì này một đám ma tôn sẽ rất bất mãn bọn hắn vì ma uyên đổ máu chảy mồ hôi phấn đấu quên mình rất nhiều ma tôn sống mấy chục vạn năm cũng không có cơ hội đi vào bây giờ lục ly lại có cơ hội này khiến chúng ma tôn làm sao phục thiên thánh tổ vẫy tay xuống bên trong đại điện yên tĩnh lại hắn suy nghĩ rồi nói lần này ta không chỉ sẽ đưa lục ly đi còn muốn đem theo kỳ thiên ngữ đi để bọn hắn cùng đi tu luyện ở thiên trì xôn sao? bên trong đại điện lần nữa náo loạn đưa một kẻ nhân tộc đi vào coi như xong kỳ thiên ngữ cũng là nhân tộc mặc dù hắn cướp đoạt thân thể của một ma tôn nhưng bản chất vẫn là nhân tộc đối với ma uyên mà nói là dị tộc chiến lực của kỳ thiên ngữ miễn cưỡng lắm cũng chỉ bằng với ma tôn đối với ma tôn ở đây mà nói còn thiếu rất nhiều các ngươi có biết thiên thánh tổ liếc nhìn toàn bộ thanh âm trở nên trầm thấp hắn nói hai ba trăm vạn năm trước thánh nguyên chúng ta đã từng ồ ạt tiến công vào trung tâm của vương giới khi đó cường giả của thánh nguyên chúng ta như mây cấp bậc thánh tổ cường giả không dưới một trăm người cả tộc chúng ta tiến công cuối cùng khi sắp thành lại bại tử thương nghiêm trọng đến mức bây giờ chúng ta cũng chưa khôi phục nguyên khí việc này toàn bộ ma tôn đều biết đó là sỉ nhục ma uyên cho nên lần này mặc dù nguyên khí ma uyên chưa khôi phục cũng dứt khoát đến tiếng công tam trọng thiên tiến triển cũng coi như thuận lợi có hy vọng rửa sạch nhục nhã đánh hạ tam trọng thiên thiên thánh tổ tiếp tục nói các ngươi đừng nhìn ta với bọn họ lần này rất thuận lợi nhưng trung tâm của vương giới ngoạ hổ tàng long cũng không ai biết còn ẩn giấu đi cường giả cấp bậc gì các ngươi có biết Năm đó ở trên toàn bộ biên giới của tứ trọng thiên đều sụp đổ, vì sao nhiều cường giả như vậy không còn lại ở biên giới, mà là đều tràn vào trung tâm của vương giới. Còn so với ngoài biên giới kỳ thật thì trung tâm của vương giới càng lớn, phong phú hơn nữa. Các ngươi có biết lần trước thánh uyên chúng ta chết nhiều cường giả như vậy, lại vẫn còn kiên trì muốn tiến đánh trung tâm của vương giới không? Thiên thánh tổ nói ra ngoài một loạt vấn đề, hỏi đến chống mặt đám ma tôn bọn hắn đều không còn suy nghĩ đến chuyện lục ly và kỳ thiên ngữ mà là đều đang suy đoán vấn đề mà thiên thánh tổ nói ra một tên ma tôn hỏi thiên thánh tổ chẳng lẽ trung tâm của vương giới còn có thánh hoàng chưa hề xuất hiện tất cả cường giả đều hội tụ trung tâm của vương giới chẳng lẽ trung tâm của vương giới ẩn giấu đi bí mật động trời thiên thánh tổ cười đầy bí ẩn nói trung tâm của vương giới tuyệt đối có cường giả chưa xuất hiện không đến quyết chiến lần này Bọn hắn có xuất hiện hay không, nguyên thánh tổ của chúng ta bọn họ cũng không xuất hiện, cũng là bởi vì điểm này. Còn về Tứ Trọng Thiên sau khi bị sụp đổ, chúng cường giả vì cái gì toàn bộ tập hợp ở trung tâm của vương giới, trong chuyện này hoàn toàn chính xác có một bí mật động trời, nhưng Bí mật này ta không thể nói cho các ngươi biết, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, trung tâm của vương giới có một cái hòm vô số cường giả và tất cả thánh viên chúng ta đều muốn lấy. Chỉ cần đạt được vật này Thánh viên chúng ta sẽ thật sự nổi dậy, thống soái vạn giới không phải là mộng. Trung tâm của vương giới ẩn giấu đi bí mật động trời, có một hòm bảo vật, đạt được món bảo vật này thánh viên có thể thống soái vạn giới. Tin tức này chấn động khiến một đám ma tôn đều trợn mắt hốc mồm, vốn dĩ bọn hắn vẫn cho là tiếng đánh trung tâm của vương giới chỉ là vì muốn rửa sạch nhục nhã, đồng thời mở rộng địa bàn, nô dịch trung tâm của vương giới, lại không nghĩ rằng đằng sau còn có ý nghĩa thâm sâu như vậy. Không đúng, Ma tôn trước đó kịp phản ứng hỏi Thiên Thánh Tổ những việc này với chuyện đưa Lục Ly và kỳ thiên ngữ đi thiên trì thì có liên quan gì? Tất nhiên là có liên quan. Thiên Thánh Tổ nói chúng ta muốn đánh hạ trung tâm vương giới nhưng mà nhiều người muốn giết hết tất cả sao? Nếu thật sự phải làm loại chuyện như vậy, ngày thánh viên chúng ta bị hủy diệt cũng còn không xa. Nhiều nhân tộc như vậy thì rất cần người thống soái kỳ thiên ngữ và lục ly chính là hai người tốt nhất chúng ta lựa chọn để thống trị người ở trung tâm vương giới chúng ta đi thống trị bên trong vương giới vậy sẽ có phản kháng không ngừng đến lúc đó bên trong vương giới sẽ không có một ngày bình yên mà để lục ly và kỳ thiên ngữ đi thống trị cường độ phản kháng kia cũng sẽ không lớn nữa bọn hắn cũng có năng lực trấn áp ngoài ra chúng ta cần bọn hắn phát động người ở trung tâm vương giới đi tìm kiếm hòm đồ vật giúp chúng ta hai người mạnh lên còn có thể giúp chúng ta đánh giết cường giả của nhân tộc, ngoài ra còn có một điểm, hai người này còn có tác dụng lớn cho chúng ta, thế nhưng không thể nói cho các ngươi được. Thiên thánh tổ giải thích rất nhiều, có một số chúng ma tôn có thể hiểu được, nhưng vẫn có một số là không thể lý giải, một tên ma tôn hỏi. Không thể đánh giết toàn bộ người dân ở trung tâm vương giới, thánh nguyên chúng ta bị hủy diệt cũng không xa. Thiên thánh tổ, đây là đạo lý gì? Sao ta không hiểu? Mấy năm nay ma uyên giết không ít con dân của nhân tộc, bây giờ toàn bộ Bắc Nguyên đại lục đều biến thành địa bàn của ma uyên, trong đó toàn bộ con dân của nhân tộc hoặc là bị giết, thì trở thành ma nô. Ma nô cũng không phải như con người bình thường, cơ bản giống cái xác không hồn. Ma uyên bên kia đã giết nhiều con người như vậy, vì sao không thể giết chết tất cả nhân tộc? Như vậy Tam Trọng Thiên cũng sẽ hoàn toàn trở thành địa bàn của ma uyên, vô tận tài nguyên ở nơi này đều biến thành của bọn họ bọn hắn có thể mang con dân chuyển đến không quá mấy vạn năm nơi này cũng sẽ trở thành ma uyên thứ hai vấn đề này không chỉ tên ma tôn này tất cả ma tôn đều không nghĩ ra thiên thánh tổ lắc đầu nói những chuyện này các ngươi không thể biết quá nhiều ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết một điểm ở trên thế giới tứ trọng thiên sụp đổ nhưng không có nghĩa là tứ trọng thiên biến mất ở trên thế giới câu nói này của thiên thánh tổ thật sự rất mâu thuẫn thế giới đã sụp đổ đây không phải là thế giới đã biến mất sao? Mọi người không nghĩ ra, Thiên Thánh Tổ cũng không giải thích thêm, mà chỉ khoát tay nói. "Được rồi, tất cả lui xuống đi, ai làm việc đó, những chuyện còn lại không cần quản quá nhiều. Có một số việc chờ sau khi đánh hạ trung tâm vương giới, đương nhiên sẽ cho các ngươi biết. Nếu như không chiếm được trung tâm vương giới, nói cái gì cũng vô dụng." Chúng ma tôn rời đi mang theo trong lòng nhiều nghi vấn, rất nhiều chuyện bọn hắn không nghĩ ra nhưng bọn hắn đều biết mấy vị thánh tổ chắc chắn đang chơi một ván cờ rất lớn quan trọng nhất đó là việc này không muốn bọn hắn nhìn thấy đơn giản như vậy lục ly dịch chuyển về thánh ma đầu đầu tiên hắn tìm tới được càng chủy muốn đi vào thánh trì lần này càng chủy nhận được mệnh lệnh không có ngăn cản đưa lục ly thẳng đến thánh trì lục ly có thể ở lại bên trong ba ngày nhảy vào bên trong thánh trì lập tức lục ly có cảm giác như cá được về với biển cả toàn thân thoải mái sau khi thánh khí đi vào trong thân thể, hắn lại càng thấy thân thể và linh hồn dễ chịu tới cực điểm, nửa điểm không có cảm giác thống khổ như lần đầu đi vào. Hắn cảm giác sợ là cả đời này mãi mãi cũng không thể ra khỏi thánh trì, thánh khí giống như là thuốc viện, khiến cho người ta nghiện, khiến cho người ta trong tinh thần sinh ra ỷ lại. Nếu như rời khỏi thánh khí lục ly cảm giác bản thân như muốn chết, chỉ cần có thể tiến vào thánh trì, hắn tình nguyện đi làm bất cứ chuyện gì. Lục ly ngâm ở bên trong thánh trì ba ngày, trong thân thể lần nữa xuất hiện rất nhiều thánh khí, toàn thân hắn cũng thoải mái đến cực hạn, sung sướng hắn trở về ở lại trong tòa thành, cả ngày chơi cùng 12 người phụ nữ của Thiên Ma tộc kia. Ở bên kia nhân tộc gần đây cũng yên tĩnh trở lại, không tìm được thủ phạm còn có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ lại vẫn cứ tìm kiếm? Mặc dù chút Thiên Đại Đế nghi ngờ là Lục Ly làm, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào, việc này làm sao dám nói lung tung. Thiên tội chân nhân đúng là luôn thiên vị lấy Lục Ly nếu như không có chứng cứ sẽ đi tìm lục gia phiền phức, vậy sẽ khiến tới thiên tội chân nhân giận dữ. Cứ cách mỗi nửa tháng Ma Uyên sẽ tiến công một lần, việc tiến công này thấy càng giống là huấn luyện quân đội, căn bản không hề mạnh mẽ, cũng không biết Ma Uyên đang dở trò quỷ gì. Hiện tại tiêu giao đại đế mất tích, một mình thiên tội chân nhân chỉ có thể cố thủ, không dám phản công, cục diện chỉ dằn co qua lại. Hiện tại nhân tộc cũng cảm giác đã mất đi quyền chủ động, vốn tiêu giao đại đế là một mũi tiên phong, hiện tại mũi đao nhọn mất tích, hiện tại nhân tộc chỉ có thể bị động chống đỡ, phản công yếu ớt. Thời gian rất nhanh trôi qua nửa tháng, lục ly hô lên, bên kia càng chuyển chuẩn bị xong, lục ly có thể dịch chuyển đi ma uyên. Trong lòng lục ly là có chút căng thẳng, bởi vì muốn đi ma uyên, thế nhưng bên kia là rất nhiều đại bản doanh của ma uyên tộc. Lục Ly đi theo đến trong một cái đại điện, ở đây ngoài ý muốn hắn nhìn thấy kỳ thiên ngữ, lập tức sát ý trong mắt Lục Ly không che giấu được. Bây giờ hắn bị ma hóa Cũng không che giấu cảm xúc trong đáy lòng Kẻ này là tử địch của hắn Hắn biết nếu như kỳ thiên ngữ có cơ hội Chắc chắn sẽ nghĩ hết mọi cách tiêu diệt hắn Lần này hai người các ngươi tiến vào thánh viên thiên trì Đây là các vị thánh tổ ban ân cho các ngươi Cũng là rất coi trọng các ngươi Thiên thánh tổ truyền lời đến đây Rời khỏi thánh viên Mọi thứ các ngươi đều nghe ta Nếu như dám liều lĩnh làm loạn Bản tọa có quyền giết chết các ngươi ngay lập tức thực lực của càng chủy rất lớn chiến lực của hãng rất có thể ngang với chút thiên đại đế và tiêu giao đại đế muốn đối phó hai người lục ly quá dễ dàng lục ly biết người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu vội vàng chắp tay nói tuân mệnh trên mặt kỳ thiên ngữ lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói càng đại nhân ta ở thánh nguyên nhiều năm có từng làm loạn sao càng chủy khẽ gật đầu mặc dù kỳ thiên ngữ là một đồ đệ khác của thánh tổ nhưng những năm này không có vì cái thân phận này mà làm loạn qua, rất giữ quy củ. Càng chủy nhìn lướt qua lục ly, dặn dò. Bởi vì ngươi là nhân tộc, sở dĩ đi thánh uyên, có thể sẽ gặp một số ánh mắt lạnh lùng châm điếm, ta hy vọng ngươi nhẫn nhịn một chút, nếu không người thua thiệt sẽ là ngươi. Hiểu không? Kỳ thi ngữ cười cười, năm đó hắn cũng từng chịu ức hiếp không ít, qua nhiều năm như vậy hắn vẫn nhẫn nhục, rốt cục chờ đến lúc hoa nở gặp trăng sáng. Sau khi hắn trở thành đồ đệ của thánh tổ, mặc dù hiện tại đám ma tôn vẫn nhìn không thuận mắt với hắn, nhưng không có ma tôn dám gây phiền toái với hắn. Hiện tại lục ly một kẻ mới đạt đế cấp, một loài người vừa mới đầu hàng. Sau đó được ban cho tiến vào thiên trì. Sau khi chuyện này bị lan truyền đến ma uyên, sợ là tất cả mọi người muốn nổi giận, đúng không? Sắc mặt lục ly hơi thay đổi, bản thân hắn là loại người kiệt ngạo bất tuần, bây giờ bị ma hóa, sát khí trên người càng nặng, tính tình cũng càng thêm nóng nảy, lần đi ma uyên này sợ là xảy ra chuyện. Hắn suy nghĩ rồi nói. Tính tình ta người khác không trêu chọc ta, ta không muốn trêu chọc người khác, nếu như người khác ức hiếp ta, ta chắc chắn phải phản kháng, nếu không ta sẵn sàng chết. Hả? Sắc mặt càng chuyển trầm xuống, hừ lạnh nói. Vậy thì tùy ngươi, dù sao ta cũng chỉ nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi chết ở Thánh Uyên, vậy cũng đừng trách ta, hừ hừ. Đi thôi, đi thôi, theo ta đi không gian thông đạo, ta mang các ngươi đi thánh uyên. Càng chủy mang theo hai người bước nhanh tiến lên, đi qua tầng tầng bảo vệ của tòa thành, đã đi qua mười mấy cái đại điện, rốt cục đã tới một cái tòa thành. Trong lúc đi lục ly âm thầm kinh ngạc, đoạn đường này thế mà có ít nhất hơn vạn quân sĩ cùng cường giả bảo hộ, muốn lén lút đến nơi này, tuyệt đối không thể. Thông đạo liên tiếp ma uyên cực kỳ lớn, lục ly tiến vào một đại điện khoảng chừng 10 dặm, trong đại điện này có rất nhiều truyền tống trận, lít nha lít nhít chừng mấy trăm, cuối đại điện là một cái lỗ đen nhánh, tựa như miệng cự thú, xem làm cho người kinh hãi. Lối đi này có bốn ma tôn trấn thủ, bốn ma tôn kia niên kỹ đều khá lớn, rất rõ ràng là loại ma tôn sắp chết, đến đây trấn thủ cửa thông đạo. Lục ly nghĩ đến trước đó tiêu giao đại đế đánh lén rất nhiều lần, đều muốn hủy lối đi này, nhưng thủy chung không thành công. Hiện tại hắn ở đi bên trong, Minh Bạch vì sao vẫn luôn thất bại? Muốn vô thanh vô tức tiến vào nơi này, căn bản không có khả năng, những đại điện này không chỉ có quân đội và cường giả trấn thủ, còn có pháp trận, trừ khi cường công, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào đến nơi này. Muốn cường công, dựa vào một hai đế cấp khả năng gần như là không, coi như tiêu giao đại đế và chúc thiên đại đế liên thủ cường công cũng vô dụng. Nếu thiên tội chân nhân tới, vậy thì có thể dẹp xong. Vấn đề là ma tổ của đối phương sẽ không ngồi yên không lý đến, đoán chừng trước khi thiên tội chân nhân đánh xong, hai ma tổ đã truyền tống đến đây. Trong tay càng chủy xuất hiện một tấm lệnh bài, đây là lệnh bài của thiên thánh tổ, lệnh bài này vừa ra, bốn ma tôn thủ hộ ở cửa động lập tức tránh qua. Càng chủy vất tay mang theo hai người tiến vào trong thông đạo, lục ly vừa mới bước vào thông đạo, liền cảm giác trời đất quay cuồng tự hồ qua lại ở trong đường hầm không thời gian. Cũng không biết xuyên qua bao lâu, là một hai tháng, hay dăm ba tháng, Lục Ly đã có chút mơ hồ, hắn bị xoay đến chóng mặt, không phân rõ Đông Nam Tây Bắc, cũng chia không rõ thời gian. Cái truyền tống này không có thương tổn với linh hồn, Lục Ly cảm giác linh hồn không bị ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên nếu có ảnh hưởng, sợ là quân sĩ bình thường của Ma Uyên không thể truyền tống tới. Lục Ly cảm giác hai chân rơi xuống đất, lập tức mở mắt, hắn phát hiện mình đứng ở trong một gian đại điện, lớn giống như cái trước, cũng có vô số truyền tống trận. Rất rõ ràng, nhiều truyền tống trận như vậy là dùng để truyền tống đại quân, nếu không nhiều quân đội như vậy, giống như triệu tập đi tam trọng thiên, nhiều truyền tống trận như vậy không ngừng vận hành mà nói, tốc độ quân đội được triệu tập sẽ cực nhanh. Đồng dạng, bên này cũng có bốn ma tôn trấn thủ, sau khi càng chủy tới, bốn người này lập tức hành lễ, địa vị của càng chủy ở ma uyên vẫn rất cao. Bốn ma tôn nhìn lướt qua kỳ thiên ngữ, cũng không quá để ý, nhìn thấy lục ly trong mắt liền lộ ra lãnh ý, một ma tôn hừ lạnh hỏi càng chủy đại nhân vì sao dẫn một tạp chủng nhân tộc đến thánh viên đúng vậy tạp chủng nhân tộc có tư cách gì đặt chân thánh viên chúng ta một ma tôn khác cũng nói đôi mắt lục ly lạnh lẽo nhưng không có phát tác trong tay càng chủy xuất hiện một lệnh bài giải thích nói đây là mệnh lệnh của thiên thánh tổ các ngươi muốn hỏi đi hỏi thiên thánh tổ đi bốn ma tôn hừ hừ không tiếp tục nhiều lời càng chủy khua tay nói Mở truyền tống trận, ta muốn dẫn bọn hắn đi Thánh Sơn. Thánh Sơn Sắc mặt bốn ma tôn lần nữa lạnh lẽo, Thánh Sơn chính là trung tâm của ma uyên, là địa phương nguyên thánh tổ đang ở, rất nhiều ma chủ cũng không có tư cách bước vào. Nhân loại tạp chủng nhỏ bé này lại có tư cách đi Thánh Sơn, kỳ thiên ngữ coi như xong, một nhân tộc cũng có thể đi Thánh địa kia. Tràng chủy không có giải thích nhiều, chỉ vung vẫy lệnh bài trong tay, một ma tôn cực kỳ bất mãn đi đến bên cạnh truyền tống trận kích hoạt lên. Lục Ly cố nén nộ khí, không nói một lời. Mặc dù bây giờ tính cách của hắn đại biến, nhưng vẫn còn lý trí, nơi này là đại bản doanh của Ma Uyên, ở chỗ này làm loạn, vậy hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này. Hắn theo càng chủy, kỳ thiên ngữ đi vào truyền tống trận, lần này không có truyền tống quá lâu, chỉ truyền tống 2-3 ngày, hắn xuất hiện ở trong một ngọn núi lớn, sau khi đi ra không dám thi triển thần niệm, mà dùng con mắt quan sát bốn phía. Nhìn mấy lần, Lục Ly không khỏi ngạc nhiên, ma uyên ở trong lòng hắn hẳn là ma khí thao thiên, hắc vân dày đặc, lờ mờ như địa ngục. Không nghĩ tới xung quanh cực kỳ thường xinh đẹp, trời trong gió nhẹ, non xanh nước biếc, nếu không phải thấy phụ cận có quân sĩ ma uyên, vậy hắn khẳng định nghĩ nơi này là Tam Trọng Thiên. Linh khí ở nơi này rất nồng đậm, còn nồng đậm hơn một vài bảo địa của Tam Trọng Thiên gấp trăm lần. Phong cảnh cực kỳ xinh đẹp, nơi xa có thể nhìn thấy từng tòa thành, tiên khí mờ mịt cảm giác giống như tiên cảnh. Bọn hắn xuất hiện ở trên một quảng trường, trên quảng trường có pho tượng, là một lão giả cơ trí nhỏ gầy, nếu chỉ nhìn ngoại hình, thì không khác một lão giả nhân tộc chút nào. Càng chủy đại nhân. Lục ly nhịn không được truyền âm hỏi. Vì sao cường giả thánh viên và nhân tộc chúng ta ngoại hình không sai biệt lắm? Cái gì gọi là cùng các ngươi không sai biệt lắm? Càng chủy cười lạnh hoàng tộc ma uyên chúng ta vẫn luôn có ngoại hình như vậy, chúng ta chỉ ở thời điểm chiến đấu mới biến thân. Đây cũng không phải độc quyền của nhân tộc các ngươi, toàn bộ đại thế giới, rất nhiều chủng tộc đều có ngoại hình như vậy, ngươi đừng có quơ cái tốt về mình. Ách! À. Lục ly nao nao, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, quân sĩ ma uyên bình thường giống như quái thú, hoàng tộc lại giống nhân tộc, thế gian này có quá nhiều sự tình kỳ diệu, tạo vật chủ thật thần kỳ. Càng chủy đi đến trước một thành trì, thì thiên ngữ đi theo hắn, Lục Ly vội vàng đuổi theo. Lúc này có không ít thần niệm cường đại quét tới, Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân tinh tường cảm ứng, hết thảy có hơn 10 đạo thần niệm, tất cả đều là ma tôn, có lẽ có ma tổ dò xét, nhưng Lục Ly không cảm ứng được. Ma uyên cường giả như mây, số lượng nhiều hơn nhân tộc rất nhiều. Lục Ly âm thầm cảm khái, đi theo càng Chủy tới một thành trì, bên ngoài có hai ma chủ hình người thủ vệ, nhìn thấy Càn Chủy thì khẽ gật đầu nhưng thấy kỳ thiên ngữ và lục ly, hai ma chủ lại vương tay, ngăn hai người nói. Không có mệnh lệnh của thánh tổ, bọn hắn không được đi vào. Càng chủy khoát tay nói. Các ngươi chờ ở đây, ta đi vào gặp nguyên thánh tổ trước. Càng chủy tiến vào, hai người lục ly trầm mặt đứng bên ngoài, kỳ thiên ngữ cười tủm tỉm nhìn lục ly nói. Lục ly, năm đó ta tìm ma uyên nương tựa rất dễ lý giải, nhưng ngươi là anh hùng nhân tộc, thần tượng của vô số người, là đế tinh từ từ bay lên, không nghĩ tới ngươi cũng giống như ta, không có cốt khí sợ chết như vậy sao? Lục ly liếc mắt nhìn thoáng qua kỳ thiên ngữ, không có phản ứng hắn, hiện tại tính cách của hắn cực kỳ ngang ngược xúc động, sợ nói nhiều với kỳ thiên ngữ, sẽ nhịn không được ra tay giết đối phương, đến lúc đó khẳng định chọc đám ma tổ giận dữ, hắn cũng trốn không thoát. Ha ha! Kỳ thiên ngữ thấy lục ly không nói, hắn nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Lục ly, kiên nhẫn một chút, ở nơi này chúng ta chỉ là tôn tử, người khác khi dễ ngươi như thế nào cũng không thể lên tiếng, nếu không ngươi sẽ chết không nghi ngờ. Lục Ly đang muốn nói vài câu phản bác, nơi xa có hai bóng đen bay tới, lóe lên đã đến trước mặt hai người. Hai người này khí tức rất mạnh, trong ánh mắt đều là hung quang, một người khóa chặt Lục Ly, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nói. Cái này là tạp chủng nhân tộc gần đây đầu hàng chúng ta sao, nhìn quả nhiên là thứ hèn nhát, một phế vật nội tâm lục ly rung lên kẻ đến không thiện hai ma tôn kia rõ ràng là đến gây sự tính cách của lục ly không phải người tùy ý kẻ khác khi dễ trước kia không phải hiện tại hắn bị ma hóa tâm tình tiêu cực đều bị kích phát tính cách đại biến càng không phải loại hèn nhát đánh không hoàn thủ nghe ma tôn kia khiêu khích đôi mắt của lục ly thoáng cái lạnh xuống thân thể hơi rung động nếu nơi này không phải ma tôn đoán chừng hắn đã động thủ lúc trước hắn không thể động thủ với con dân ma uyên bằng không thánh khí bạo tẩu hắn sẽ bạo thể mà chết bây giờ lại khác biệt thân thể của hắn bị ma hóa thánh khí bị luyện hóa thân thể đã không khác quân sĩ ma uyên hiện tại hắn đã có thể động thủ bất quá nơi này là ma uyên là thánh sơn hắn dám động thủ ở chỗ này sẽ chết rất thê thảm thế là hắn miếng môi cúi đầu không nói gì cố nén lửa giận xem như không thấy hai ma tôn kia Ha ha ha. Ma tôn kia thấy lục ly như vậy thì cười ha hả, tiếp tục nhục mạ. Phế vật, nhìn bộ dáng của ngươi hình như không phục, không phục vì sao ngươi đầu hàng, nhân tộc các ngươi không phải nói tình nguyện đứng chết, cũng không muốn quỳ sống sao, ngươi đã đầu hàng, vậy thành thành thật thật quỳ sống cho bản tọa, quỳ xuống. Đông đốt. Lục ly nắm chặt song quyền, đốt ngón tay bóp rung động, hắn nhắm mắt lại, trên mặt nổi lên gân xanh, thân thể run rẩy hắn vẫn không để ý tới ma tôn kia xem như không nghe được nơi này là thánh sơn ma tôn kia còn dám động thủ sao kỳ thiên ngữ mỉa mai nhìn lục ly khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt năm đó hắn cũng như vậy không chỉ bị nhục mạ còn bị đại nhân vật ngược đãi rất nhiều lần có mấy lần xém chút bị đánh chết cuối cùng hắn nhẫn nhục sống tạm bợ chật vật sống sót sau khi được một ma tổ thu làm đồ đệ cuộc sống của hắn mới tốt hơn chút Bây giờ nhìn thấy Lục Ly bị ma tôn nhục nhã, nội tâm của hắn rất khoái ý, tra tấn Lục Ly, để Lục Ly sống không bằng chết, đây là động lực chèo chống hắn sống sót ở Ma Uyên. Hiện tại thấy Lục Ly bị nhục nhã, nếu không phải ở Thánh Sơn, hắn khẳng định sẽ cười to. Lỗ tai ngươi điếc. Ma tôn kia không buông tha, phẫn nộ quát. Bản tọa bảo ngươi quỳ xuống, lỗ tai ngươi điếc sao, tin bản tọa lột da ngươi không? Lục Ly mở mắt, nhìn không được trả lời một câu không có thói quen quỳ ngươi muốn lột da thì đến đi lúc này kỳ thiên ngữ mở miệng nói càng hồng đại nhân càng ly là người thiên thánh tổ rất xem trọng ngài tốt nhất đừng đừng động đến hắn kỳ thiên ngữ thoạt nhìn như đang khuyên ma tôn kia nhưng rất rõ ràng là khích bác hắn rất muốn càng hồng động thủ lục ly nheo mắt càng hồng kia quả nhiên sát khí đằng đằng hừ lạnh nói thiên thánh tổ coi trọng thiên thánh tổ làm sao có thể coi trọng một con chó buồn cười Tiểu tử, ngươi đã không nguyện ý quỳ, vậy ta cắt chân của ngươi để ngươi quỳ. Ông. Trên trán càng hồng xuất hiện một con mắt dọc, hắt quang lóe lên, tiến vào mi tâm của Lục Ly, biến mất không thấy gì nữa, đồng thời tay hắn biến thành móng vuốt sắc bén, đột nhiên chọc tới Lục Ly. Công kích linh hồn và công kích nhục thân đồng thời phát động, hai người cự ly rất gần, càng hồng tin tưởng dùng thực lực của Lục Ly căn bản không kịp phản ứng. Kinh nghiệm chiến đấu của Lục Ly phong phú cỡ nào, thời điểm mi tâm đối phương vừa mới xuất hiện mắt dọc, lục ly đã kịp phản ứng, hắn nhanh chóng vận chuyển vạn yêu vệ hồn thuật, đồng thời ngưng tụ một thanh linh hồn chi kiếm, chủ động phản công. Đồng thời lục ly đang nghe truyện trên TV audio CV thi triển thần long biến, đối phương lợi dụng móng vuốt đến bắt hắn, hắn cũng ngạo nghệ không sợ dùng long trảo chọc tới. Công kích linh hồn đấu với công kích linh hồn, lợi trảo đấu với lợi trảo. Công kích linh hồn của càng hồng khá mạnh, bất quá linh hồn của lục ly càng mạnh cộng thêm yêu hồn cửu phẩm linh hồn công kích của hắn bị lục ly nhẹ nhõm ngăn cản trái lại lục ly công kích linh hồn hắn lại gánh không được linh hồn chi kiếm kia quá bá đạo oanh lợi trảo của hai người đối bính kết cục lại hoàn toàn khác biệt nhục thân của lục ly quá mạnh tăng thêm đoạn thời gian trước hấp thu thánh khí nhục thân mạnh lên mấy lần mặc dù nhục thân của ma tôn kia không tệ nhưng gánh không được lợi trảo của lục ly Móng vuốt bị xé đến máu me đầm đìa, xương tay vỡ vụn. A. À. Lục Ly công kích linh hồn phát sinh hiệu quả, càng hồng ôm đầu quay cuồng, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Một ma tôn khác giận tím mặt, ma khí lan tràn, phóng thích ma uy, muốn phát động công kích. Dừng tay. Tiếng quát vang lên, nơi xa bay tới một thân ảnh màu đỏ rực, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, giống như một ngọn núi cao trấn áp xuống, để Lục Ly cảm giác có chút khó thở làn gió thơm đánh tới, một thân ảnh xinh đẹp rơi ở trước mặt Lục Ly, Lục Ly nhìn lướt qua, phát hiện là một nữ tử diễm lệ, khí chất cao nhã, khí tràn cường đại, cảm giác giống như nữ vương cao cao tại thượng. Ma Tôn đang chuẩn bị động thủ kia nhìn thấy nữ tử này, lập tức trục đầu, không mình hành lễ nói. Gặp qua tinh đại nhân. Trong mắt kỳ thiên ngữ lóe lên vẻ ái mộ, bất quá rất nhanh ẩn giấu đi, không mình hành lễ nói. Gặp qua tinh đại nhân ký tức sinh mệnh của người này rất trẻ trung lục ly rút linh hồn chi kiếm về cảm ứng một phen phát hiện nữ tử ma uyên kia rất trẻ thực lực lại mạnh hơn hắn ma uyên lại có thiên tài như thế tinh đại nhân liếc nhìn toàn trường sắc mặt rất lạnh nàng liếc nhìn mọi người lạnh giọng nói nơi này là thánh sơn các ngươi lại dám động thủ là chán sống sao miên thánh tổ giận dữ các ngươi đều phải chết không chỗ tán thân lục ly không nói chuyện Càng hồng lại nổi giận đùng đùng nói Tinh đại nhân Tạp chủng nhân tộc này lại dám động thủ Ở Thánh Sơn Còn dám kích thương ta Xin tinh đại nhân làm chủ ầm uhm. tin Tinh đại nhân vung tay Khuôn mặt càng hồng tê rần Bị đánh bay ra ngoài Lan xa mấy trăm trượng Cả khuôn mặt bị quất sưng Càng hồng lăn lộn một vòng mới đứng lên Vẽ mặt ủy khuất Nhưng không dám nói thêm câu nữa Tinh tiểu thư lạnh giọng nói Hắn là nhân tộc Không hiểu quy củ Ngươi ở Thánh viên sống nhiều năm như vậy, ngươi cũng không hiểu quy củ sao. Hắn chỉ là hàng tướng, lần đầu tiên tới Thánh Sơn, lại dám động thủ trước, ngươi coi ta ngớ ngẩn sao. Nhanh cút xuống núi. Tinh tiểu thư giận dữ, càng hồng và ma tôn khác nửa câu cũng không dám nói, lập tức bay đi, thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, giống như chuột thấy mèo. Tinh tiểu thư liếc nhìn lục ly. Nơi này là Thánh viên, không phải vương giới của các ngươi, ở đây ngươi phải theo quy củ của chúng ta, nếu lần sau còn dám làm loạn, cẩn thận cái mạng nhỏ của mình." Lục Ly hơi không người, lại không nói gì, Tinh tiểu thư nói xong thì rời đi, Lục Ly nhìn bóng lưng của nàng, đôi mắt trở nên nóng rực. Đây là phản ứng bản năng sau khi ma hóa, dục vọng tăng cường không ít. Tinh tiểu thư đi vài bước đột nhiên dừng chân, nghiêng mặt, lạnh giọng nói: "Lần sau còn nhìn ta như vậy, ta đào hai tròng mắt của ngươi, thiến thứ kia của ngươi ngâm rượu." Tin tiểu thư đi, Lục Ly vẫn còn nhìn chầm chầm cái mông vung cao của nàng, trong đầu toàn là ý nghĩa dâm loạn. Kỳ thiên ngữ nhìn Lục Ly, cười lạnh nói. Lục Ly, ta khuyên ngươi đừng đi đánh chú ý tới tinh đại nhân, vị này không chỉ thân phận đặc thù, còn là đệ nhất thiên tài trong lịch sử ma uyên, nữ thần trong lòng vô số cường giả ma uyên. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều cường giả ma uyên đánh chú ý tới nàng, còn có người ý đồ dùng sức mạnh, nhưng cuối cùng đều chết không chỗ chôn lục ly nghe kỳ thiên ngữ nói lại cười hắc hắc không rảnh để ý trong lòng hắn lại hiện lên một ý niệm chính là cầm xuống đệ nhất nữ thần của ma uyên như vậy không chỉ có cảm giác thành tựu địa vị của hắn ở ma uyên cũng sẽ tăng lên không còn ai dám trêu chọc hắn hai người tiếp tục chờ đợi cho tới trưa lúc xế chiều càng chuỷ rốt cục ra hắn không có dẫn hai người vào thành mà mang theo hai người đi thành trì ở bên cạnh càng ly càng thiên ngữ càng chuỷ nói trước đó ta đi gặp nguyên thánh tổ thánh tổ không có đáp ứng để các ngươi tiến vào thiên trì lục ly phản ứng không quá lớn kỳ thiên ngữ lại khẩn trương hắn hỏi càng chủy đại nhân không phải thiên thánh tổ đã đáp ứng để chúng ta đi vào sao vì sao nguyên thánh tổ lại không đáp ứng mặc dù nguyên thánh tổ là cường giả mạnh nhất toàn bộ ma uyên nhưng thiên thánh tổ dù sao cũng là cường giả đồng cấp với nguyên thánh tổ dựa theo lẽ thường sự tình thiên thánh tổ đồng ý Nguyên Thánh Tổ sẽ không phản đối Nếu không chẳng khác gì đánh mặt Thiên Thánh Tổ Nguyên Thánh Tổ cũng có bất đắc dĩ Càng chủy khẽ thở dài nói Thiên trì kia là thánh địa chí cao của tộc ta Ma Tôn bình thường cũng không có tư cách đi vào Hai người các ngươi dù sao cũng là ngoại tộc Lại chưa lập xuống đại công chân chính Nếu các ngươi vào Những người khác sẽ nghĩ như thế nào Việc này trước đó Thiên Thánh Tổ đã truyền lời về Ở trong tộc đưa tới bất mãn rất lớn Nếu không ở Thánh Sơn lúc bình thường nào có ma tôn dám tới nháo sự. Nguyên Thánh Tổ cũng cân nhắc đến điểm này, cho nên mới tạm thời đè xuống, hắn không có khả năng bởi vì các ngươi mà làm bộ tộc mất đoàn kết. Lục Ly nhếch miệng, trong lòng có chút khó chịu, đã không cho bọn hắn vào, vậy để bọn hắn đến ma uyên làm gì, đây không phải chơi bọn hắn sao? Kỳ thiên ngữ lại không cam tâm nói. Vậy không có biện pháp khác sao càng chủy đại nhân? Có. Càng chủy nghiêm mặt nói nhưng phải nhìn các ngươi có can đảm này hay không, nguyên thánh tổ cho các ngươi một cơ hội, cũng cho thế hệ tuổi trẻ trong tộc đàn cơ hội, hắn để các ngươi cùng đi cạnh tranh. Ai có thể lấy được 10 hạng đầu, sẽ ban cho cơ hội tiến vào thiên trì tu luyện 10 năm. Tốt! Đôi mắt kỳ thiên ngữ sáng lên, không chút do dự nói. Ta tham chiến, bất kỳ cạnh tranh nào cũng được, ta nhất định phải tiến vào thiên trì tu luyện. Đừng nhìn hiện tại bề ngoài của kỳ thiên ngữ là nhân tộc, kỳ thật cái ngoại hình này là hắn dùng bí thuật cải tạo ra, thân thể của hắn là một đệ tử hoàng tộc đã chết. Nói cách khác, đời này hắn vĩnh viễn không thể nào biến thành loài người, chỉ có thể sinh hoạt ở trong ma uyên. Mặc dù hắn là đồ đệ của thánh tổ, nhưng hắn biết cường giả ma uyên rất xem thường hắn, nên hắn nhất định phải thu hoạch được thực lực cường đại. Trước đó hắn nghĩ tới một đường tắt, chính là thông vệ thi thể thánh hoàng, hấp thụ năng lượng bên trong chỉ là thi thể thánh hoàng đều ẩn tàng rất bí mật hơn nửa bên trong có rất nhiều bố trí hắn thôn phệ hai lần đều xém chút chết ở bên trong nhưng cũng để thực lực của hắn tăng lên không ít đã mạnh hơn ma tôn bình thường một chút nhưng hắn biết còn xa xa chưa đủ nội tâm của hắn có giả tâm chính là trở thành cường giả mạnh nhất ma uyên thống soái toàn bộ ma uyên lại thống soái toàn bộ vương giới như thế hắn không khác gì áo gấm về làng cũng có thể để kỳ gia trở nên cường đại biến thành người thống trị trí cao của hai giới. Mặc dù hắn đầu hàng Ma Uyên, vĩnh viễn không có khả năng biến trở về loài người thuần chủng. Mặc dù năm đó kỳ gia không tốt với hắn, nhưng sâu trong linh hồn hắn vẫn cảm thấy hắn là đệ tử kỳ gia, năm đó thời điểm luân hồi đại đế vẫn lạc, một mình hắn trốn đi gào khóc, thương tâm không dứt. Nên hắn rất khát vọng lực lượng, mà thiên trì là đệ nhất bảo địa của Ma Uyên, ở bên trong tu luyện 10 năm, tương đương với bên ngoài tu luyện ngàn năm, trọng yếu nhất là sau khi đạt được thiên trì tẩy lễ hắn mới có thể chân chính thuế biến chân chính có hy vọng trở thành chí cường giả của ma uyên lục ly trầm ngâm không nói càng chuyển nhìn lướt qua hỏi càng ly ngươi không muốn tiến vào thiên trì không muốn tham gia giao đấu sao nói thật lục ly đúng là không quá muốn chủ yếu là cảm giác tham gia giao đấu này hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm sẽ trở thành mục tiêu công kích vô số ma tôn đều có thể xuống tay với hắn Lục Ly nghĩ nghĩ, hỏi. Càng chủy đại nhân, là dạng giao đấu gì? Rất đơn giản. Càng chủy giải thích. Thánh Quyên có một địa phương tên Thánh Long Sơn, người tham gia giao đấu đều từ chân núi xuất phát, 10 người đầu tiên lên được đỉnh núi ở ngoại vi, sẽ có tư cách tiến vào thiên trì tu luyện. Thánh Long Sơn. Kỳ thiên ngữ biến sắc, địa phương này hắn nghe nói qua, Lục Ly nhìn sắc mặt của kỳ thiên ngữ, nhíu mày hỏi. Thánh Long Sơn rất nguy hiểm. Càng chủy gật đầu nói. Khi là đệ nhất hiểm địa của thánh viên chúng ta, xem như bản tọa cũng không dám tùy ý hành tẩu, càng không tới được đỉnh núi của chủ phong, có thể lên đỉnh núi chủ phong chỉ có thánh tổ. Ách! Lục ly chấn động, càng chủy là cường giả tương đương với chút thiên đại đế, lại không lên được đỉnh núi chủ phong, may mắn không phải để bọn hắn leo chủ phong, chỉ bò thứ phong, độ khó không có lớn như vậy. Lục Ly không quan tâm ngọn núi này nguy hiểm, hắn hỏi, càng chủy đại nhân ta muốn hỏi là ở trong thánh long sơn có thể động võ không có thể xuất hiện tình huống một đám ma tôn vây công một người không tự nhiên là có thể động võ càng chủy rất khẳng định nói bất quá ngươi không cần lo lắng sẽ không xuất hiện tình huống một đám ma tôn vây công ngươi bởi vì người tiến vào đều sẽ tách ra ở bên trong càng nhiều ma tôn tụ tập sẽ càng nguy hiểm mặt khác nguyên thánh tổ đã lên tiếng có thể giao thủ nhưng tuyệt đối không thể phân ra sinh tử, nếu ai dám vi phạm, không chỉ hủy bỏ tư cách, còn bị nhốt vào thánh ngục 10 vạn năm. Nên ngươi có thể yên tâm, coi như không địch lại, ngươi cũng sẽ không chết. Kỳ Thiên Ngữ nghe xong quy tắc, đôi mắt lập tức tỏa sáng, lần này tiến vào đều là thế hệ trẻ tuổi, mặc dù thế hệ trẻ tuổi có mấy yêu nghiệt, nhưng nguyên thánh tổ nói cho 10 danh ngạch, như vậy hắn có cơ hội rất lớn. Lục Ly trầm ngâm một chút, gật đầu nói: vậy ta cũng tham gia dù sao cũng không chết được cùng lắm là bị đánh một trận thánh sơn là đệ nhất bảo địa của thánh uyên còn thánh long sơn lại là đệ nhất hiểm địa của thánh uyên hai ngọn núi này cách nhau không quá xa giống như là hai cái kình thiên trụ đứng sừng sững ở trung tâm thánh uyên thánh long sơn vô cùng cao lớn hiểm trở cả tòa núi chiếm cứ một vùng đất rộng mấy vạn dặm chiều cao cũng lên đến mấy ngàn đâm thẳng vào trong mây chỉ có thể nhìn thấy một đoạn ở giữa phía trên hoàn toàn không thấy gì không chỉ là phía trên mà cả tòa núi đều có sương trắng bao phủ như ẩn như hiện cảm giác bên trong nguy cơ tứ phía giống như có từng con cự thú cường đại ẩn núp lúc nào cũng có thể bay ra nuốt sống sinh mạng hôm nay thánh long sơn rất náo nhiệt có vô số quân đội bao vây quanh thánh long sơn khu vực phía nam thánh long sơn có một vùng bình địa giờ phút này bên trên đất bằng có rất nhiều người không sai người tới đều là hoàng tộc hình người ma uyên hơn nữa số lượng không ít khoảng chừng mấy ngàn những hoàng tộc này đều là hình người nhưng không có nghĩa là thực lực đều rất mạnh có người thực lực cũng không bằng ma chủ phần lớn tuổi tác còn rất nhỏ rõ ràng là đến xem náo nhiệt số lượng hoàng tộc ma uyên không ít tước chừng mấy trăm vạn gì đó thân phận mấy ngàn hoàng tộc nơi này đều là con cháu quý tộc hoàng tộc trời sinh tư chất mạnh hơn rất nhiều so với con dân phổ thông của ma uyên cộng thêm bọn họ có được tài nguyên đỉnh cấp cho nên một mực chiếm cứ địa vị thống trị ma uyên cường giả mạnh nhất Ma Uyên cũng vẫn luôn là người hoàng tộc, mặc dù con dân phổ thông Ma Uyên cũng tu luyện thành Ma Tôn, nhưng dù sao cũng là số ít, hiện tại chưa thấy ai tu luyện thành Ma Tổ. Hôm nay có nhiều hoàng tộc Ma Uyên tụ tập ở chỗ này như vậy, là bởi vì Nguyên Thánh Tổ muốn cử hành một trận giao đấu, người thắng sẽ đạt được cơ hội tiến vào Thiên Trì. Thiên Trì là nơi con dân Ma Uyên sinh ra, cũng là đệ nhất bảo địa Ma Uyên, là nơi các con dân Ma Uyên khát vọng hướng tới nhất. Dưới tình huống bình thường, con dân ma uyên căn bản không có hy vọng tiến vào thiên trì, ngay cả hoàng tộc cũng rất ít có cơ hội tiến vào tu luyện. Những năm nay bọn họ khai chiến với nhân tộc tam trọng thiên, cường giả tử thương quá nhiều, nên lúc này mới tăng số lượng tiến vào tu luyện. Nhưng hàng năm cường giả ma uyên có thể tiến vào tu luyện vẫn ít đến đáng thương, cho nên tiến vào bên trong thiên trì tu luyện là chuyện mà hoàng tộc ma uyên và con dân ma uyên khát vọng nhất. Hiện tại đưa ra 10 cái danh ngạch, tự nhiên gây ra chấn động cực lớn. Quan trọng nhất chính là, lần này có hai nhân tộc xếp hàng tướng cùng tham gia thi đấu, chuyện này khiến cho hoàng tộc báo danh và người đến xem càng nhiều. Thế nhưng nguyên thánh tổ đưa ra hạn chế về tuổi tác, cường giả một vạn tuổi trở xuống mới có tư cách dự thi, hơn nữa yếu nhất cũng là ma chủ Hậu Kỳ, cho nên số lượng thi đấu cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có hơn 300 cường giả ma uyên. Trong hơn 300 cường giả ma uyên này, chỉ có hơn 20 tên ma tôn, hơn nữa tất cả đều là hoàng tộc. Dưới cái nhìn của vô số con dân Ma Uyên, thật ra trận đấu này là cuộc cạnh tranh giữa 26 tên hoàng tộc, những ma chủ kia chỉ đến tham gia náo nhiệt, thực lực giữa ma chủ và ma tôn cách nhau quá xa, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Đương nhiên, cũng có ma chủ chưa từ bỏ ý định. Bởi vì lần này thi đấu không phải hoàn toàn là chiến lực, mà là xem ai bước lên đỉnh núi trước. Nguyên Thánh Tổ cũng mặc kệ chiến lực ngươi như thế nào, chỉ cần là 10 người leo lên đỉnh núi đầu tiên, vậy sẽ được đi vào thiên trì tu luyện có lẽ chiến lực một số ma chủ không tính là quá mạnh, nhưng lại có một ít thần thông kỳ dị, bọn họ đều muốn đến tìm vận may. Ngoài ra còn có một điểm, đó là lần này có hai tên nhân tộc xếp hàng tướng tham gia, rất nhiều ma chủ đều muốn tạo cho bọn hắn một chút phiền phức, như vậy có thể có thêm hai tên hoàng tộc tấn cấp. Nếu như có thể hành hạ kỳ thiên ngữ và lục ly một phen, đó cũng là sự tình sản khoái. Mặc dù kỳ thiên ngữ được một vị thánh tổ nhận làm đồ đệ, nhưng vẫn có rất nhiều hoàng tộc ma uyên không phục bình thường không dám động đến hắn hiện tại có cơ hội tốt như thế làm sao có thể bỏ lỡ chứ còn lục ly thì càng không cần nói nữa lần thi đấu này vốn là thiên thánh tổ muốn ban cho hai người bọn họ cơ hội tiến vào thiên trì tu luyện nhưng nguyên thánh tổ lại muốn cho mọi người cơ hội cạnh tranh công bằng thì đương nhiên tất cả cường giả trẻ tuổi của hoàng tộc sẽ không bỏ lỡ cơ hội này cho nên khi càng trũy dẫn lục ly và kỳ thiên ngữ đi tới Hai người đều cảm giác được bầu không khí có chút không bình thường, ánh mắt mấy ngàn hoàng tộc ma uy nhìn bọn hắn đều không thân thiện, trong mắt rất nhiều hoàng tộc đều là sát ý nồng đậm, không giấu giếm chút nào, cũng không biến mất. Sau khi Lục Ly nhìn thấy mấy trăm tuyển thủ kia, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Xem ra lần này không chỉ khó tiến vào thiên trì, mà còn có thể phải chịu khuất nhục và đau khổ. 26 tên hoàng tộc, hầu hết khí tức đều rất mạnh có cảm giác vài tên hoàng tộc không yếu hơn so với càng chủy quá nhiều. Nguyên Thánh Tổ hạn chế một vạn tuổi trở xuống, thật ra cũng không quá công bằng đối với Lục Ly và Kỳ Thiên Ngữ, hai người tu luyện tới hiện tại cũng không tới một ngàn năm, mà 26 tên hoàng tộc kia đều là 6 bảy ngàn tuổi trở lên. Tinh Đại Nhân Lục Ly nhìn thấy một bóng dáng mỹ lệ, mặc kệ là ở đâu tinh đại nhân đều là tiêu điểm, mặc dù ở đây có rất nhiều nữ tử ma uyên xinh đẹp nhưng khí chất nữ vương cao quý trang nhã của tinh đại nhân vẫn là duy nhất. Có đến 8-9 tên ma tôn có khí tức mạnh hơn so với ta. Lục ly tùy ý cảm ứng một chút, âm thầm kêu khổ, danh ngạch thì chỉ có 10 cái, mà nơi này lại có 8-9 tên ma tôn mạnh hơn hắn. Quan trọng nhất chính là hắn hoàn toàn không biết gì về Thánh Long Sơn, mà những tên ma tôn này khẳng định trước đó đã đi qua Thánh Long Sơn, hơn nữa đường xuất phát của mỗi người lại khác nhau. Mặc kệ. Lục Ly suy nghĩ một chút, lắc đầu, không thắng được thì thôi, hắn cũng không quá hiểu thiên trì, cũng không phải đặc biệt khát vọng đi vào tu luyện. Đợi lát nữa hắn chậm rãi lên núi, để kỳ thiên ngữ xung phong, cho những tên ma tôn kia đi tìm kỳ thiên ngữ gây phiền phức. Vô dục tắc cương Lục Ly đã quyết định chủ ý, cho nên cũng không thèm để ý, ánh mắt hắn thản nhiên quét qua các cường giả hoàng tộc trẻ tuổi ma uyên. Biểu hiện lười nhắc này của hắn, khiến càng nhiều cường giả ma uyên bất mãn. Nếu như đổi lại thân phận một chút, một cường giả ma uyên đầu hàng nhân tộc và tên cường giả ma uyên này xuất hiện ở Phi Vân Thành, sau đó cường giả ma uyên đứng trong Phi Vân Thành đánh giá cường giả nhân tộc, chắc chắn cường giả bên trong Phi Vân Thành đều sẽ tức giận. Đoán chừng người dễ tức giận cái gì cũng sẽ không quản, trực tiếp giết chết tên cường giả ma uyên đầu hàng này. Cũng may thánh tổ có quyền khống chế và uy vọng tuyệt đối ở ma uyên, có lẽ việc nhỏ họ còn dám ngỗ nghịch một chút, nhưng nếu là chuyện lớn thì không con dân nào dám vi phạm rất nhiều cường giả ma uyên đều hận không thể chặt lục ly thành thịt muối nhưng không có một cường giả ma uyên nào thật sự dám làm loạn nếu đám người này không dám làm loạn tự nhiên lục ly không ngần ngại gì hắn biết phép tắc sinh tồn ở ma uyên không phải cứ nhịn nhục thấp hèn quỳ gối là có thể sống sót mà cần dựa vào thực lực tuyệt đối không có thực lực ngươi gặp cường giả ma uyên quỳ xuống cũng vô dụng thời gian trôi qua từng chút một sau khi chờ đợi nửa canh giờ, ba cường giả ma uyên bay tới, giao đấu cũng chính thức bắt đầu. Một lão giả ma uyên, liếc nhìn đám người lục ly nói. Có lẽ các ngươi đều đã biết quy củ, bản tọa nhắc qua một lần nữa, không được hạ sát thủ, nếu như xuất hiện tử vong, trực tiếp xử phạt vào thánh ngục 10 vạn năm, ai cầu tình cũng vô dụng. Không cần biết các ngươi dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể leo lên đỉnh núi nhanh nhất, người xếp 10 hạng đầu sẽ có cơ hội tiến vào thiên trì tu luyện 10 năm hiện tại ta tuyên bố giao đấu chính thức bắt đầu, chư vị lên núi đi. Lão giả này lời vừa dứt, cường giả Ma Uyên đã lập tức leo lên Thánh Long Sơn, kỳ thiên ngữ cũng nhanh chóng chạy đi, không có người nào phi hành, tất cả đều dựa vào hai chân leo lên Thánh Long Sơn. Sau khi hầu hết mọi người tiến vào Đại Sơn, Lục Ly mới chậm rãi đi đến, thời điểm đi đến chân núi hắn phát hiện tinh đại nhân cũng không có lên núi, mà chậm rãi đi về phía ngọn núi giống như hắn mấy trăm người phía trước đã tiến vào trong núi lớn, biến mất vô tung vô ảnh. Rõ ràng sương mù nơi này có tác dụng ngăn cách thần niệm, nếu không phải vậy thì mọi người đã tiến vào một cái tiểu thế giới khác, một thế giới bên trong Thánh Long Sơn. Lục Ly không hiểu gì về Thánh Long Sơn, cũng không có người nào giải thích cho hắn, nhưng Lục Ly không quan tâm lắm, có thể lên thì lên, không thể lên thì thôi. Hắn nhìn thấy tinh đại nhân không tiến vào, bước chân lại thả chậm một lần nữa, chờ tin đại nhân biến mất ở trong sương mù trắng, hắn mới chậm rãi đi vào theo một phương hướng khác. Nhìn thấy lục ly cẩn thận như vậy, ánh mắt vô số hoàng tộc lộ ra vẻ kinh bỉ, nhân tộc xếp hàng tướng thật là hèn nhát, thế mà lại tiến vào cuối cùng. Hắn sợ có ma tôn tìm hắn để gây sự sao, thế nhưng ngẫm lại kẻ đã đầu hàng thì khẳng định không phải mặt hàng gì tốt. Ha ha, tên rác rưởi nhân tộc này cho rằng đi cuối cùng là không sao ư, hắn quá ngây thơ rồi. Đúng đấy, vừa mới đến Thánh Sơn đã đã thương Càng Hồng Đại Nhân, hắn cho rằng chuyện dễ dàng bỏ qua như vậy sao? Tộc huynh của Càng Hồng Đại Nhân là Càng Cương Đại Nhân đã bắn tiếng, nhất định lần này phải cho tên nhân tộc kia nếm hết mùi đau khổ. Có lẽ Càng Cương Đại Nhân đã sớm có bố trí, chỉ cần tên nhân tộc này đi vào, chắc chắn sẽ bị bắt lại. Ha ha ha, Càng Cương Đại Nhân là một trong những niềm tự hào của hoàng tộc chúng ta, nếu hắn đã quyết định, vậy lần này có trò hay để nhìn rồi không chỉ là càng cương đại nhân còn có càng lưu đại nhân cũng lên tiếng lần này phải cho hai tên nhân tộc kia đẹp mặt tên càng thiên ngữ kia được vân thánh tổ thu làm đồ đệ liền cho rằng có thể gà mái biến thành phượng hoàng sao nằm mơ hắc hắc ta rất mong chờ nhìn thấy bộ dạng bò ra của hai tên nhân tộc này phía dưới trở nên huyên náo có hoàng tộc lấy ra lều vải bàn ghế nhàn nhã ngồi ở chỗ này cũng có hoàng tộc ngồi xuống chân núi chờ đợi kết cục bọn họ chờ ở chân núi không tiến vào thánh long sơn vậy cũng không cách nào dò xét tình huống bên trong lục ly đoán không sai mây mù bên trong thánh long sơn có thể ngăn cách thần niệm bên trong cũng tự thành một giới trừ phi là cường giả cấp thánh tổ nếu không các cường giả còn lại không dò xét được tình huống bên trong ông sau khi lục ly tiến vào bên trong cảm thấy có ánh sáng lóe lên thế giới trước mắt thay đổi lớn núi vẫn là núi sương mù vẫn là sương mù nhưng ngoài núi và sương mù ra hắn không thấy được cái gì khác không thấy thế giới bên ngoài không thấy hoàng tộc ma uyên bốn phía là một mảnh trắng xóa không có ai cũng không có bất kỳ sinh mệnh gì thần niệm dò xét không đến trăm trượng quan trọng nhất là nơi này còn có trọng lực cường đại lục ly cảm giác vừa tiến vào thân thể đã có chút không đứng nổi từng dưới mặt đất còn có thần văn cường đại lục ly cảm ứng được dưới lòng đất có thần văn dao động hắn không vội vã di chuyển mà nhắm mắt lại điều khiển đại đạo chi ngân đi cảm ứng tình hình bốn phía sau khi cảm ứng một phen xác định xung quanh không có ai hắn mới thả huyết linh nhi ra để nàng đi dò xét tình huống nếu như có thể phá vỡ thần văn nơi này vậy lục ly lên núi sẽ rất dễ dàng không có thần văn pháp trận trói buộc coi như ngọn núi này cao trăm vạn dặm hắn cũng có thể nhanh chóng leo lên đến đỉnh núi hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ âm thầm chờ đợi hắn tin tưởng ngọn núi này sẽ không dễ dàng leo lên như vậy, nếu không khảo nghiệm sẽ không có ý nghĩa nữa. Hắn đoán muốn bò lên đỉnh núi ít nhất cũng phải một hai tháng, đã như vậy hắn ở đây đợi mấy ngày cũng không ảnh hưởng toàn cục. Thời gian trôi qua từng chút từng chút, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, không có bất kỳ âm thanh gì, cũng không có quái vật đến công kích hắn. Lục Ly nghĩ một mực ngồi ở đây, chờ cường giả ma uyên đến đưa hắn đi ra ngoài cũng là một cách rất an toàn chớp mắt đã ba ngày trôi qua giọng nói của huyết linh nhi vang lên chủ nhân nơi này có một cái thiên địa thần trận vô cùng cường đại và huyền diệu thậm chí có thể nói là mênh mông dựa vào năng lực của ta muốn phá vỡ cái thần trận này là không thể nào không có khả năng lục ly hơi chút thất vọng nếu đã như vậy hắn cũng lười động cứ ở chỗ này chờ đợi giao đấu kết thúc là được không có khả năng những cường giả ma uyên kia đi bốn phía tìm hắn khẳng định bọn họ cũng muốn leo lên đỉnh Dành lấy danh ngạch tiến vào thiên trì Tuy nhiên Huyết Linh Nhi quay xe Truyền âm nói Ta vẫn có thể cảm ứng được các khu vực nguy hiểm ở đây Nếu chủ nhân muốn đi lại Ta có thể chỉ đường giúp ngươi Ồ Hai mắt lục ly lập tức sáng lên Vốn không định đi Nhưng bây giờ tâm lại lập tức động Càng chủy đã nói qua Nơi này nguy cơ trùng trùng Coi như hắn cũng không tới được chủ phong Nếu như Huyết Linh Nhi có thể cảm giác được nguy hiểm vậy hắn có thể nhẹ nhõm lách qua sau đó trực tiếp chạy đến thứ phong cơ hội của hắn so với phần lớn ma tôn đều lớn hơn nhiều thiên trì là đệ nhất bảo địa ma uyên kỳ thiên ngữ rất khao khát nơi này lục ly cũng muốn đi tu luyện thoáng cái hắn trầm ngâm một lát không do dự nữa vung tay nói dẫn đường lên núi ta muốn leo lên đỉnh ngọn núi cao thứ hai ở đây được chủ nhân đi theo ta khuyết linh nhi dẫn đường ở phía trước lục ly nhanh chân tiến lên theo trọng lực nơi này quá kinh khủng, tốc độ lục ly bị áp chế rất nhiều. Hai chân hắn tiếp xúc mặt đất còn tốt, một khi nâng lên sẽ cảm giác có một đạo trọng lực kinh khủng trấn áp xuống, muốn đẩy nhanh tốc độ tự nhiên là không có khả năng. Mặc dù như thế, tốc độ của hắn vẫn khá nhanh, ngọn núi này có thể cao bao nhiêu chứ, nếu như có thể một đường thẳng tắp tiến lên, không có bất kỳ trở ngại gì mà nói, đoán chừng nhiều nhất mấy ngày là leo lên được. Nhưng hắn suy nghĩ nhiều rồi đầu tiên hắn phát hiện ngọn núi này so với bên ngoài lớn hơn vô số lần có lẽ nơi này đã tự thành một giới mặt khác huyết linh nhi không có dẫn hắn đi thẳng mà là không ngừng vòng quanh bắt hắn quay tới quay lui đến mức choáng váng bình thường hắn sẽ đi lên trên vài dặm sau đó lượn quanh một vòng rồi lại đi xuống dưới vài dặm đi một canh giờ lục ly mới cảm giác được dường như đã đi gần trăm dặm cũng may trong một canh giờ này hắn không gặp phải bất cứ cường giả ma uyên nào cũng không có gặp phải công kích. Lục Ly nói thầm trong lòng, tốt nhất đoạn đường này đừng gặp bất kỳ cường giả ma uyên nào, hắn sẽ có thể nhẹ nhàng đến đỉnh núi, như vậy càng hoàn mỹ. Chủ nhân, phía trước có võ giả ma uyên. Sau khi đi về phía trước nửa canh giờ, huyết linh nhi truyền âm tới, Lục Ly suy nghĩ một chút quyết định không đi dò xét xem đó là cường giả cái cấp bậc gì, để huyết linh nhi dẫn mình đi đường vòng tiến lên. Con mẹ nó. Tiếp tục đi về phía trước một canh giờ trên đường gặp phải bảy tám võ giả ma uyên, lục ly đều tránh đi thật sớm. Hắn cảm giác đã leo lên ít nhất 3, 400 dặm, tới được nơi này trọng lực cũng tăng lên gấp 10, tốc độ của hắn không thể tránh khỏi giảm bớt gấp 10. Nếu tiếp tục đi lên và trọng lực không ngừng gia tăng mà nói, sẽ không leo lên được mất. Lục ly âm thầm kêu khổ, nếu phía trước xuất hiện cửa ải, chỉ có thể để một người thông qua mà nói, vậy sẽ là một người giữ ải vạn người khó qua, chỉ cần ở xa oanh kích một chút, là người sẽ lăn xuống dưới muốn cái gì cái đó tới sau khi tiếp tục tiến lên ba nén hương thời gian huyết linh nhi truyền âm nói chủ nhân ba phương hướng phía trước đều không có đường chỉ có một con đường nhỏ là an toàn nhưng con đường nhỏ kia lại có cường giả ma uyên trấn thủ ngay từ đầu lục ly đã biết thánh long sơn này khó qua nên trong lòng đã sớm có chuẩn bị nhưng giờ phút này nhận được tin tức nội tâm hắn vẫn có chút nặng nề rất rõ ràng hắn không thể đi đường vòng không ai biết đi đường vòng sẽ rời đi bao xa lại nói coi như đi đường vòng khẳng định cuối cùng vẫn sẽ có cửa ải giống như này xuất hiện rất có thể ở đó cũng có cường giả ma uyên trấn thủ chẳng lẽ đến lúc đó cứ gặp khó khăn là hắn lại chạy đường vòng sao coi như có thể đi đường vòng leo lên thì khẳng định cuối cùng cũng gặp phải cường giả ma uyên cho nên trừ khi hắn không đi lên còn nếu muốn đi lên vậy thì nhất định phải xông qua cửa ải này hắn đã đi xa như vậy trên đường đi không gặp phải nguy hiểm điều này nói rõ huyết linh nhi rất có tác dụng tự nhiên hắn không muốn nửa đường buông bỏ lục ly suy nghĩ một chút hỏi huyết linh nhi ngươi đi dò xét cẩn thận một chút ngươi ở trong lòng đất cho dù có cường giả ma uyên phát hiện ngươi cũng rất khó tổn thương ngươi đúng không không huyết linh nhi truyền âm nói ma tôn có thể hóa thành hư thể vì vậy mặc dù lòng đất có thần văn pháp trận cường đại nhưng nếu như bị bọn hắn công kích, vẫn gặp nguy hiểm. Nhưng không có vấn đề gì, ta đứng từ xa dò xét một chút cũng được, nếu tình huống không đúng, ta sẽ tiến vào bên trong pháp trận. Được. Lục ly sờ cầm, để huyết linh nhi chui vào lòng đất dò xét, sau khi chờ nửa nén hương thì phía trên truyền đến một đạo khí tức cường đại, rõ ràng là có ma tôn đang động thủ. Lục ly lo lắng suýt chút nữa xông đi lên, cũng may huyết linh nhi đã truyền âm lại. Chủ nhân, đừng nóng vội, ta không sao. Một lúc lâu sau, huyết linh nhi hóa thành một đạo hồng quan tiến vào trong thân thể lục ly. huyết linh nhi truyền âm nói: bên kia có năm tên cường giả ma uyên, bốn ma chủ, một ma tôn. tên ma tôn kia không phải quá mạnh, khí tức kém xa tên ma tôn ngươi đối chiến lần đầu tiên. càng nguyên. trong lòng lục ly đã có nắm chắc, xem ra tên ma tôn này chỉ là ma tôn sơ kỳ. nếu đã như vậy, hắn không còn bất kỳ băng khoăn nào nữa. Hắn nhanh chóng đi lên phía trên, mặc dù tốc độ chậm, nhưng bước chân rất vững chắc. Khoảng cách đến cửa ải kia chỉ có hơn 2.000 trường, nhưng lục ly lại tốn gần nửa nén hương thời gian, bởi vì hiện tại trọng lực thực sự quá mạnh, tốc độ bị áp chế quá lớn. Ha ha ha, đến rồi. Tên nhân tộc rác rưởi này thật sự dám đi lên, đúng là cơ hội trời cho. Đợi lâu như vậy, vốn cho rằng hắn sẽ không tới, ha ha ha, ta thật muốn nhìn xem hắn xông lên như thế nào lát nữa nghe lệnh ta, cùng nhau công kích, đánh hắn rơi xuống. Lúc lục ly còn cách ngàn trượng, các cường giả ma uyên phía trên đã cảm ứng được hắn, sau khi phát hiện là lục ly bọn chúng lập tức vui mừng, bọn chúng đã phải đợi rất lâu mới chờ được nhân vật chính đến. Mặc dù trước đó lục ly đã đánh bại một tên ma tôn ở Thánh Sơn, giờ phút này cũng chỉ có một tên ma tôn và mấy tên ma chủ, nhưng bọn hắn không có nửa điểm e ngại, bởi vì bọn hắn chiếm cứ địa lợi. Trọng lực nơi này quá lợi hại, hai bên đều là thần văn pháp trận, nếu như lục ly lăn xuống hai bên, vậy rất có thể bị thần văn pháp trận kích thương hoặc thậm chí đánh chết. Lục ly cũng cảm ứng được bọn hắn, đúng là tên ma tôn này không quá mạnh, mấy tên ma chủ còn lại lục ly càng không để mắt. Hắn đi lên từng bước một, lúc còn cách 500 trượng hắn thả ra nguyên lực chiến giáp và bát long thuật thiên giáp thuật. Hắn so với đám ma chủ ma tôn kia càng hiểu rõ thần văn pháp trận hai bên cường đại đến cỡ nào. Công kích, Tên ma tôn phía trên quát to một tiếng, bốn tên ma chủ lập tức bắn ra công kích, hai ma chủ thả ra đại thủ trưởng màu đen, một ma chủ ngưng tụ dị thú, còn tên ma chủ còn lại ngưng tụ trường kiếm màu đen. Nhưng tên ma tôn kia lại không công kích, mà thờ ơ lạnh nhạt. Rầm rầm rầm. Hai bên lục ly đều là thần văn pháp trận, hắn cũng không có khả năng lui về sau, cho nên hắn chỉ có thể chống đỡ. Nguyên lực chiến giáp của hắn đầy đủ cường đại, công kích của bốn tên ma chủ căn bản không phá nổi chỉ có điều lực lượng cường đại khiến lục ly bị đẩy lùi về sau mấy bước bốn tên ma chủ âm thầm kinh hãi nhưng tên ma tôn kia lại không có quá nhiều kinh ngạc dù sao lục ly đã đã thương một tên ma tôn ở thánh sơn bản thân lục ly là đế cấp những ma chủ này có thể kích thương lục ly mới là lạ nhưng lục ly bị đánh lui mấy bước là một cái dấu hiệu tốt chỉ cần khiến lục ly không đi lên nổi vậy là nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành Chờ đám người càng cương lên thứ phong xong, lại xuống dậy dỗ Lục Ly. Lục Ly lại đi lên phía trên lần nữa, mấy tên ma chủ kia không ngừng công kích, Lục Ly lần lượt bị đánh lui xuống dưới. Từ đầu đến cuối tên ma tôn kia không có xuất thủ, giống như đang chờ Lục Ly tới gần, rồi một chiêu đánh bay Lục Ly ra ngoài vậy. Lục Ly cũng một mực không phóng thích công kích, hắn cũng đang chờ tên ma tôn kia xuất thủ, hắn muốn nhìn một chút xem chiến lực tên ma tôn này như thế nào ngộ nhỡ tên ma tôn này là cường giả ẩn giấu thì sao? Đợi khoảng một nén nhang thời gian, Lục Ly phát hiện từ đầu đến cuối tên ma tôn kia không động thủ, hắn quyết định động thủ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, liên hệ thả ra phong hồn thuật, vô số hồn lực hóa thành từng luồng gió mát thổi đi, trong nháy mắt đã tới bên người mấy tên ma chủ và ma tôn kia. Mấy tên ma chủ căn bản không ngăn cản được, ông đầu quay cuồng lên, bọn hắn không có tan thành hư ảnh, linh hồn hung ác rất dễ dàng bị khóa chặt. Tên ma tôn kia cũng rất thông minh, sau khi thấy lục ly lấy ra binh khí, hắn cũng lập tức biến thành hư ảnh, linh hồn cũng dời đi. Tên ma tôn này không để ý đến đám ma chủ kia, nhanh chóng đánh ra thần thông, thân thể hắn biến mất tại chỗ. Khóe miệng lục ly lộ ra nụ cười lạnh, hắn đã cảm ứng được dưới lòng đất có dao động rất nhỏ, rất rõ ràng tên ma tôn kia ẩn núp trong lòng đất. Ông Mặt đất dưới chân lục ly hơi dao động, tiếp theo từng luồng khói đen mờ mịt bay ra những hắc khí kia nhanh chóng ngưng tụ thành một sợi dây leo quấn đến chỗ lục ly rất rõ ràng tên ma tôn này muốn trói buộc lục ly sau đó đánh bay lục ly ra ngoài làm sao lục ly có thể để hắn toại nguyện lục ly cảm ứng một chút phát hiện có một cái không gian mạng đằng hơi dao động trong đầu lục ly ngưng tụ ra một cái linh hồn chi kiếm khóa chặt linh hồn ma tôn công kích đến tên ma tôn này không phải rất mạnh linh hồn bị đánh trúng hắn lập tức lộ ra nguyên hình hiển trong tay lục ly xuất hiện trật tự thần liên rồi đột nhiên quét tới hai chân ma tôn a à. tên ma tôn này kêu thảm một tiếng toàn bộ thân thể từ phần eo trở xuống bị nện thành huyết vụ thoáng cái đã bị thương nặng lục ly giơ chân lên quét tới mặt tên ma tôn này một tiếng nổ trầm muộn vang lên tên ma tôn này lăn xuống dưới không biết tự lượng sức mình lục ly hừ lạnh một tiếng thân thể nhanh chóng đi lên phía trên sau khi đi lên trên hắn giơ hai chân lên thật cao, đột nhiên dẫm xuống ngực mấy tên ma chủ. Chân hắn vận dụng nguyên lực, dẫm cho ngực mỗi tên ma chủ đều xuất hiện một cái lỗ máu. Phanh 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 phanh. Hắn đá bay tất cả ma chủ xuống dưới, mấy tên ma chủ lăn lông lốc, Lục Ly triệt tiêu công kích linh hồn, nếu không mấy tên ma chủ này chắc chắn phải chết. Mấy cước vừa rồi Lục Ly không có phóng thích toàn lực, nếu không mấy tên ma chủ kia sẽ bị đá bay ra ngoài vài trăm dặm một khi đụng phải thần văn phát trận vậy thì phiền toái rồi đi thôi lục ly nhìn thoáng qua tiếp tục để huyết linh nhi dẫn đường đi thẳng lên phía trên đây là đối thủ đầu tiên hắn gặp phải chúng đều là những đối thủ cấp thấp về sau đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh xem ra con đường phía trước sẽ không nhẹ nhàng như vậy lục ly tiếp tục tiến lên nửa ngày sau đó bị ép ngừng lại không phải phía trước lại có ma tôn chặn đường hắn mà là bởi vì phía trước không có đường toàn bộ đều là thần văn đây là dưới tình huống hắn đi vòng một đoạn đường, hắn không biết phải đi vòng bao lâu, sau khi huyết linh nhi dò xét thấy thần văn bên này không quá mạnh thì hắn đã ngừng lại. Hắn chuẩn bị trực tiếp công kích thần văn xong đi lên, phòng ngự của hắn cường đại như thế, hắn cũng không tin công kích của thần văn có thể giết hắn, nếu như công kích gì cũng có thể giết hắn, vậy các ma chủ ma tôn còn lại cũng không cần đi lên, nếu lên đều sẽ bị giết chết. Sở dĩ muốn mạnh mẽ xông tới là bởi vì càng chủy đã từng nói, cái thánh long sơn này rất nguy hiểm nếu một đường đi lên chỉ có trọng lực mà nói vậy sẽ không nguy hiểm nhiều ma tôn như vậy khẳng định thường xuyên đến đây leo núi họ đã biết rõ chỗ nào an toàn chỗ nào nguy hiểm cho nên hắn nghĩ có rất nhiều chỗ có thể mạnh mẽ xông qua thần văn hắn để huyết linh nhi đi xuống lòng đất quan sát thần văn còn mình thì thả ra nguyên lực chiến giáp và thiên giáp thuật bát long thuật rồi di chuyển về phía trước từng bước một khi hắn bước ra bước thứ mười đột nhiên mặt đất hơi chấn động tiếp theo một tia sáng lóe lên toàn bộ mặt đất chấn động kịch liệt nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha